Bình Dương sắp khai trương trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam. Nhìn vào những hình ảnh này, đây sẽ là một biểu tượng thương mại mới của tỉnh Bình Dương với quy mô gấp 2,7 lần Aeon Mall Bình Dương. Đó chính là WTC Gateway, nằm trong khu phức hợp WTC thành phố mới Bình Dương, hay còn gọi là Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. Đây là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới, kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 trung tâm thương mại thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục như Paris, New York, Bắc Kinh, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Quay lại với WTC Gateway, đây là một trong ba phân khu chính của WTC thành phố mới Bình Dương, gồm WTC Gateway, WTC Expo và WTC Tower. Với diện tích 168.000 m², WTC Gateway bao gồm nhiều hạng mục như đài phun nước ngoài trời, quảng trường lớn, trung tâm mua sắm cao 6 tầng, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu vui chơi thể thao trong nhà, khách sạn, văn phòng hội nghị, khu triển lãm. Đồng thời là ga metro trung tâm của thành phố mới Bình Dương, kết nối với tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên. Có thể nói, WTC Gateway là mở đầu cho cánh cổng vàng WTC thành phố mới Bình Dương, đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà bán lẻ, F&B, dịch vụ giải trí, để cung cấp và nâng cao phong cách sống cho người dân, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp địa phương. Ngoài các lĩnh vực trên, sự xuất hiện của WTC Gateway còn chứng minh được sự tiềm năng, sức hút của Bình Dương, đặc biệt về nền kinh tế, đồng thời còn là đòn bẩy nặng ký cho ngành bất động sản tỉnh Bình Dương, đặc biệt là thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Bến Cát, thành phố Tân Uyên. Dự kiến, WTC Gateway sẽ khai trương trong năm 2024 và hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút bậc nhất tại thủ phủ Bình Dương. Follow Kona News ngay để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về thị trường bất động sản.